Thưa quý vị và các bạn, vụ hỏa hoạn xảy ra tại phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các khu dân cư. Thực hiện công điện 825 ngày 15 tháng 9 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ, triển khai thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và công văn số 2513 ngày 15 tháng 9 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc tăng cường phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn tỉnh, nhằm cổ vũ động viên phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy nhân kỷ niệm 62 năm ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy mùng 4 tháng 10 1961 mùng 4 tháng 10 2023. Đồng thời, đề cao ý thức phòng ngừa, nâng cao kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống cháy nổ trong nhân dân để ngăn chặn, đẩy lùi và giảm thiểu thiệt hại khi xảy ra cháy nổ. Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên phối hợp với Công an tỉnh Hưng Yên tổ chức chương trình tọa đàm với chủ đề ẩn họa cháy nổ từ nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Tham gia chương trình tọa đàm ngày hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu sự tham gia của các vị khách mời. Trung tá Cao Thế Hùng, Phó trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Hưng Yên. Ông Hoàng Đức Cường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên. Ông Trần Văn Thước, Tổ trưởng Tổ liên gia phòng cháy chữa cháy thôn Đỗ Xá, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ. Trước tiên thì xin được cảm ơn ba vị khách mời đã dành thời gian tham gia chương trình tọa đàm ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên xin được dành cho ông Cường, đó là thưa ông, trong những năm gần đây thì trên địa bàn phường có xảy ra vụ hỏa hoạn nào không ạ? Vâng, xin cảm ơn MC của chương trình. Xin kính chào các quý vị khán giả. Phường Lê Lợi là một phường trung tâm của thành phố Hưng Yên. Thì với một cái đặc thù là phường phát triển rất là mạnh mẽ các hoạt động kinh doanh dịch vụ. Đấy, do vậy là cái công tác phòng cháy chữa cháy thì luôn được Đảng ủy, chính quyền địa phương đặc biệt coi trọng và đặt đây là một trong những cái nhiệm vụ luôn luôn song hành với các cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thì cũng nhờ có cái công tác lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện và tổ chức các cái hoạt động phòng cháy chữa cháy cho các cơ quan đơn vị và các cái tổ dân phố, và cái nhận thức của người dân trong cái thời gian gần đây thì cũng đã được nâng lên rất là tốt. Thì trong cái thời gian vừa qua thì trên địa bàn phường Lê Lợi thì cũng không xảy ra cái vụ hỏa hoạn nghiêm trọng nào. Tuy nhiên thì trở về cái thời gian trước đây hàng chục năm đấy, thì trên địa bàn phường Lê Lợi cũng đã xảy ra một cái vụ cháy ở chợ Phú Yến, và một số vụ thì cũng có xảy ra cháy ở nhà dân kết hợp với sản xuất kinh doanh dịch vụ. Trong đó điển hình là cháy cửa hàng kinh doanh bán quần áo ở đường Điện Biên, và vụ là cũng xảy ra cháy ở hộ kinh doanh đồ điện đấy, tuyến đường Điện Biên. Nhưng mà đến thời gian gần đây thì có một hộ kinh doanh ở tuyến đường Điện Biên là cũng có chập cháy cái biển quảng cáo ở phía trước gia đình. Bản thân gia đình cũng đã có được những cái kiến thức cơ bản về công tác chữa cháy. Thứ hai là cũng đã trang bị một số những cái phương tiện chữa cháy cầm tay thông dụng. Gia đình cũng đã phản ứng rất nhanh và cũng đã xử lý được ngay lập tức cái đám cháy đó, và cũng không xảy ra cái hậu quả gì. Cũng rất là may mắn khi mà vụ hỏa hoạn đó thì không gây thiệt hại lớn. Tuy nhiên thì cũng có thể thấy rằng là cái nguy cơ cháy nổ thì luôn luôn thường trực, và chúng ta phải đề cao cái tinh thần cảnh giác. Thưa ông Thước, là trên địa bàn thôn Đỗ Xá của thị trấn Yên Mỹ thì cái tình trạng cháy nổ như thế nào ạ? Thời gian gần đây thì có xảy ra vụ cháy nổ nào không? Thôn Đỗ Xá là một cái thôn nằm ở trung tâm thị trấn Yên Mỹ. Dân số là trên 4.000 người. Mật độ dân số sống trên một cái diện tích là rất lớn. Ở khoảng cuối năm ngoái, đầu năm thì trên địa bàn thị trấn thì có 2 vụ là hỏa hoạn xảy ra ở thôn khác, thôn dưới, chứ không phải nằm trong cái địa bàn thôn Đức Sáu. Thì hai vụ hỏa hoạn này thì một là hộ kinh doanh chăn ga gối đệm, nhà thì nhà 3 tầng, kinh doanh ở bên dưới, và thời gian xảy ra thì vào tầm khoảng 21 giờ. Về tài sản thì là toàn bộ cái chăn ga gối đệm ở dưới tầng 1 cháy hết, thiêu rụi. Còn về người thì không bị ảnh hưởng gì về người. Vụ thứ hai thì là cũng ở gần đấy, nhà 2 tầng, là kinh doanh đồ điện gia dụng, cũng xảy ra vào tối sớm phát hiện ra cháy, nhưng mà cái dụng cụ để mà hỗ trợ cho chữa cháy ấy, thì nó cũng không được đảm bảo được. Sau 2 vụ hỏa hoạn ấy, thì cái công tác tuyên truyền của Ủy ban dân thị trấn, công an thị trấn ấy, cũng tuyên truyền, thì đến thời điểm này không xảy ra một cái vụ hỏa hoạn nào. Rất mừng khi mà tới thời điểm này thì trên địa bàn chưa có xảy ra vụ cháy nổ nào. Xin được cảm ơn chia sẻ của ông. Thưa ông Hùng, là qua chia sẻ của hai vị khách mời thì có thể thấy rằng là tình hình cháy nổ diễn ra khá là phức tạp, mà gần như là các địa phương nào cũng có nguy cơ xảy ra cái tình hình cháy nổ.
Vậy thì ông có thể chia sẻ một cách khái quát tình hình cháy nổ trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là đối với loại hình nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Theo cái thống kê của cơ quan cảnh sát phòng cháy cháy từ 1 tháng 1 năm 2020 cho đến thời điểm hiện tại thì trên địa bàn toàn tỉnh là xảy ra 43 vụ cháy, thì trong đó là gây thiệt hại về người thì là làm 3 người tử vong và 5 người bị thương, thiệt hại về tài sản trị giá hàng chục tỷ đồng. Đáng chú ý là trong số các vụ cháy, 43 vụ cháy thì có 10 vụ cháy đối tượng là cơ sở là nhà để ở kết hợp với kinh doanh, thì chiếm tỷ lệ là khoảng 24% trong tổng số vụ cháy. Và trong số vụ cháy nhà kết hợp kinh doanh thì có vụ cháy dẫn đến tử vong là một người chết, là cái vụ cháy ngày 6 tháng 6 năm 2023 tại quán bia ở thôn Quang Trung, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm gần đây nhất. Và một vụ nhà để ở thì xảy ra ngày 2 tháng 12 năm 2022 tại Phùng Hưng, Khói Châu, thì làm 2 người tử vong trong đám cháy. Từ thực tế tác nghiệp chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ thì ông có thể cho biết là cái mức độ thiệt hại của những cái vụ cháy mà xảy ra tại các cái gia đình để ở mà kết hợp sản xuất kinh doanh ạ? Từ điều kiện thời tiết những cái năm trở lại đây là diễn biến là cũng tương đối là phức tạp, và cộng với cái thời tiết trong cái thời gian tới là cái thời tiết là rất hanh khô, và những cái yếu tố liên quan đến những cái đặc điểm của cái đối tượng là nhà ở kết hợp với kinh doanh thì chúng ta cũng phải khẳng định rằng là gì, thời gian tới thì chắc chắn là cái nguy cơ tiềm ẩn xảy ra cháy nổ đối với cái đối tượng nhà để ở kết hợp với sản xuất kinh doanh nguy cơ là rất cao và sẽ xảy ra bất kỳ khu vực, vị trí, địa điểm, thời gian, địa phương nào. Và đối với những cái đối tượng này thì thường là cháy về đêm. Khi mà đã cháy về đêm, tuy cái thiệt hại về tài sản không lớn hoặc là diện tích đám cháy thì quy mô cũng nhỏ, chỉ có thể là có khoảng là những cái đám cháy là chỉ 10, 20 mét vuông, nhưng mà dẫn đến cái thiệt hại là có thể là cả gia đình 4, 5 người ở trong cái đám cháy sẽ bị tử vong do ngạt khói khí độc khi mà không có những cái kỹ năng để chữa cháy cũng như kỹ năng để thoát nạn trong đám cháy. Vâng. Như vậy là có thể thấy rằng là cái nguy cơ cháy nổ tại các hộ gia đình nhà ở mà kết hợp với sản xuất kinh doanh là rất lớn, và thiệt hại thì cũng rất là lớn so với cả những cái nơi khác. Thưa ông Cường, là từ thực tế những vụ cháy xảy ra trên địa bàn thì theo ông đâu là nguyên nhân gây ra cháy nổ tại các hộ gia đình nhà ở kết hợp với sản xuất kinh doanh ạ? Đối với các hộ gia đình nhà ở kết hợp với sản xuất kinh doanh thì cái nguy cơ cháy nổ thì sẽ rất là cao, mà trong đó thì có một số những cái ngành hàng thì nguy cơ cháy nổ là diện nguy hiểm. Nói ví dụ như kinh doanh chất đốt, chất ga, hay là kinh doanh các đồ quần áo thời trang, hay là các đồ mộc, đồ gỗ, những cái vật dụng dễ cháy, thì đấy là những cái cơ sở sản xuất kinh doanh kết hợp nhà ở là có nguy cơ cao nhất. Lý do tại sao mà cái nguy cơ nó cao là do thiết kế rồi do sửa chữa. Vậy còn ông Thước, ông có chia sẻ thêm những cái nguyên nhân nào dẫn tới cháy nổ tại các hộ gia đình kết hợp với nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh ạ? Theo tôi thì là còn có những cái nguyên nhân khác nữa, là cái nguyên nhân mà chính là các hộ nhà ở kết hợp với kinh doanh, cái ý thức của gia đình về làm kinh doanh nó không gọn gàng, cái nhận thức về công tác phòng chống cháy nổ nó bị hạn chế. Nếu như có xảy ra chập điện hoặc là một lý do nào khác thì nếu như trong cửa hàng kinh doanh người ta, ta bố trí sắp xếp và ta có một cái công tác chuẩn bị về công tác phòng chống cháy nổ, có cái dụng cụ thì sẽ hạn chế cái tối đa cái thiệt hại về tài sản cũng như là về con người. Dạ vâng. Kinh doanh. Ý thức của con người rất là quan trọng đúng không ạ? Xin cảm ơn chia sẻ của ông Thước. Thưa ông Hùng, là dưới góc nhìn của lực lượng phòng cháy chữa cháy thì đâu là những nguyên nhân dẫn tới các vụ hỏa hoạn tại nhà ở kết hợp với sản xuất kinh doanh? Qua cái công tác thống kê theo dõi thì chúng tôi cũng đánh giá về cái nguyên nhân dẫn đến những cái vụ cháy của nhà ở kết hợp với kinh doanh thì theo ba cái nhóm nguyên nhân chính. Cái thứ nhất là nguyên nhân là từ ý thức chủ quan của con người. Đầu tiên là cái nhận thức, kiến thức của chủ hộ gia đình, các thành viên trong hộ gia đình là chưa cao, chưa biết được những cái nội quy, quy định về đảm bảo an toàn phòng cháy tại cái nơi làm việc, nơi phục vụ sản xuất kinh doanh và nơi ở. Cái thứ hai là rất nhiều hộ gia đình, chủ hộ gia đình, thành viên hộ gia đình và các cơ sở mà kinh doanh ở trong hộ gia đình còn chủ quan, lơ là, xem nhẹ công tác phòng cháy để bảo vệ an toàn cho tính mạng, sức khỏe của chính mình, của các thành viên trong gia đình. Nội dung thứ ba nó liên quan đến cái thiếu kỹ năng trong công tác chữa cháy cũng như là cứu nạn cứu hộ. Nhóm nguyên nhân thứ hai là liên quan đến những cái vi phạm quy định về an toàn trong sử dụng điện cũng như là nguồn lửa, nguồn nhiệt. Thì về cái nguyên nhân do điện thì rất nhiều nguyên nhân, và trong đấy là có những nguyên nhân liên quan đến khi mà cải tạo công năng không tính toán đến cái phụ tải
thì dẫn đến cái việc mà quá tải sẽ gây ra chập cháy, hoặc là cái việc thứ hai là liên quan đến cái việc mà cái quá trình kinh doanh hoặc quá trình ở mà không quan tâm đến kiểm tra, bảo quản, bảo dưỡng những cái thiết bị điện, hệ thống dây dẫn điện thì sẽ dẫn đến cái việc mà hệ thống điện lâu ngày sẽ bị xuống cấp, rất dễ dẫn đến chập cháy và cháy lan sang những cái hàng hóa xung quanh. Và một trong những nguyên nhân nữa liên quan đến cái vi phạm về quản lý nguồn lửa, nguồn nhiệt, khi mà bắt buộc phải hàn cắt, một là chủ hộ gia đình, hai nữa là những cái người mà trực tiếp mà thực hiện cái công việc mà hàn cắt thì không có kiến thức về phòng cháy cháy đấy, không đảm bảo những cái điều kiện an toàn trước khi mà hàn cắt thì rất rất dễ đến cháy lan. Và cái nhóm nguyên nhân thứ ba là do sơ suất bất cẩn trong cái việc mà sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, ví dụ như trong cái quá trình đun nấu hoặc là thắp hương, thờ cúng. Có những cái khu vực liên quan đến nội quy quy định về an toàn cháy mà chúng ta thắp hương thì đấy là vi phạm quy định về phòng cháy cháy. Còn nếu mà chúng ta thắp hương ở nhà mà do sơ suất bất cẩn là có thể là để những cái chất cháy xung quanh cái khu vực bàn thờ bát hương thì qua một quá trình có thể là dẫn đến cháy và gây ra cháy lan toàn bộ nhà. Còn cái nguyên nhân mà dẫn đến cháy lớn đối với cái loại hình cơ sở nhà ở kết hợp với kinh doanh, riêng đối với loại hình này thì cháy lớn và cháy thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người là chủ yếu là cháy vào ban đêm. Đối với những loại hình này thì là về cơ bản là cái nhận thức của chủ hộ gia đình, hai nữa là cái quan tâm của chủ hộ gia đình để tìm hiểu những cái biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy cháy đều là không có. Và cái việc mà bố trí hàng hóa dày đặc xen kẽ làm mất cái tác dụng của cái lối thoát nạn, và không có cái lối thoát nạn thứ hai khi mà ban công lô gia đã bị bịt kín và sân thượng đã bị bịt kín, thì đấy là một trong những cái nguyên nhân để dẫn đến cháy, cháy lan, cháy lớn. Xin được cảm ơn ông. Thưa quý vị, qua những chia sẻ của các vị khách mời thì có thể thấy rằng là nguyên nhân dẫn tới cháy nổ tại các hộ gia đình kết hợp với sản xuất kinh doanh là rất lớn và có rất nhiều những cái nguyên nhân khác nhau. Tuy nhiên thì một trong những nguyên nhân khiến cho các vụ cháy nổ diễn ra nghiêm trọng hơn, gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản hơn, đó là việc các gia đình đã tự vây hãm mình bằng những rào sắt kiên cố hay còn gọi là chuồng cọp tại các nơi thoát nạn. Và thực trạng này thì đang diễn ra ở hầu khắp các địa phương. Những ngôi nhà ở mặt phố, những ngôi nhà kinh doanh các mặt hàng khác nhau với đủ kiểu các lồng sắt khác nhau. Không ở mặt phố cũng không kinh doanh, buôn bán, nhiều ngôi nhà trong ngõ sâu vẫn được bịt kín với những thanh sắt chắc chắn. Gia cố thêm các chuồng cọp với mục đích chống trộm hoặc tăng diện tích nhà đã dần trở nên phổ biến trong những năm gần đây. Càng những địa phương với mật độ dân số đông, nhà ở san sát tại các vùng thành phố, thị xã, thị trấn thì người dân càng lắp đặt những chiếc lồng sắt nhiều hơn. Với tâm lý giao cho chắc, buộc cho chặt nhằm chống trộm cắp, đảm bảo an ninh, người dân đã vô tình đánh mất đi lối thoát nạn của gia đình nếu như xảy ra sự cố cháy nổ. Những ngôi nhà dạng ống gần như chỉ có lối thoát hiểm duy nhất là cầu thang. Khi có cháy, lối cầu thang bị khói, lửa chặn. Chưa kể những ngôi nhà này còn vừa để ở kết hợp sản xuất kinh doanh nên hàng hóa được bày biện, cất giữ khắp nhà, gây khó khăn cho công tác thoát nạn. Vì vậy, phương thức tối ưu nhất với lực lượng phòng cháy, chữa cháy là phải cắt rỡ những lồng sắt này để mời được cứu nạn. Tuy nhiên, thời gian cắt các lồng sắt khá lâu khiến thời gian cứu người càng ngắn lại. Và lồng sắt nào càng được gia công kiên cố thì nguy cơ thiệt hại về người và tài sản càng lớn. Vâng thưa ông Cường, ở trên địa bàn phường Lê Lợi thì không biết là cái tình hình mà người dân xây những cái chuồng cọp như thế này thì diễn ra như thế nào ạ? Trên địa bàn phường Lê Lợi thì qua công tác kiểm tra thì cũng nhận thấy là vẫn còn một số hộ là vẫn còn sử dụng cái tấm sắt đấy để hàn chắn là cái khu vực ban công, có thể là cả phía trước hoặc là ban công phía sau. Đấy, thì mục đích của gia đình thì là để đảm bảo an ninh trật tự. Đấy, thế nhưng mà qua công tác kiểm tra phòng cháy cháy thì nhận thấy là nếu như mà các cái rào sắt gọi là cái chuồng cọp đó mà được hàn kiên cố mà không có lối thoát thì sẽ vô cùng nguy hiểm khi mà có tình huống cháy xảy ra. Vậy còn ông Thước thì sao ạ? Trên địa bàn thị trấn Yên Mỹ là một cái địa phương mà rất là đông đúc về dân cư. Vậy thì các hộ gia đình ở đây thì có xây dựng chuồng cọp không ạ? Trên địa bàn thị trấn Yên Mỹ dọc hai bên phố là hầu như là các hộ sản xuất kinh doanh. Những cái trường hợp xây dựng chuồng cọp này thì nó xảy ra là làm từ cũ rồi, làm lâu rồi, chứ không phải là mới. Dọc mà xây dựng chuồng cọp
trong giai đoạn mới hiện nay thì là bây giờ không còn. Thưa ông Hùng, là những cái chuồng cọp như vậy thì rõ ràng là đã vây hãm các hộ gia đình đó khi mà có cháy nổ xảy ra. Vậy thì đối với lực lượng phòng cháy chữa cháy thì nó gây khó khăn như thế nào cho công tác cứu nạn ạ? Đối với cái công tác chữa cháy cũng như là công tác cứu người thì trong cái chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ nói rất rõ là cái việc mà cái giờ vàng, cái thời gian vàng để lực lượng chức năng có thể là chữa cháy cũng như là cứu người được hiệu quả, đạt hiệu quả nhất là chỉ 5 phút. Làm những cái chuồng cọp hoặc là những cái lồng sắt trên ban công lô gia hoặc trên mái sẽ dẫn đến là khi mà xảy ra cái sự cố cháy nổ thì bản thân những cái người ở trong cái căn nhà, cái tòa nhà đấy thì không còn lối thoát. Việc làm như vậy là chính họ là tự tước đoạt cái quyền được sống của mình. Và khi mà lực lượng chữa cháy hoặc là cái lực lượng tại chỗ mà có muốn triển khai công tác chữa cháy cũng như là công tác cứu nạn, cứu hộ thì bắt buộc là phải phá những cái lồng sắt, phá những cái chuồng cọp nối lên mái trong một cái khoảng thời gian ngắn từ lúc nhận tin cho đến lúc di chuyển đến đám cháy và thực hiện cái công tác cứu nạn cứu hộ bằng những cái thiết bị cứu nạn cứu hộ để xử lý những cái lồng sắt, những cái chuồng cọp thì cơ hội sống sót của những cái thành viên của hộ gia đình ở trong cái nhà đấy thì cũng rất là mong manh và rất là cản trở cho cái công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy và các lực lượng chức năng khác. Vậy thì hiện nay thì các gia đình cần phải dỡ bỏ những cái chuồng cọp đó hay là mở những cái lối thoát nạn là một trong biện pháp để mà giảm thiểu những cái thiệt hại khi mà có cháy nổ xảy ra tại các hộ gia đình mà kết hợp với nhà ở kết hợp với kinh doanh. Hiện nay thì công tác này đang được triển khai như thế nào thưa ông Cường? Trong cái thời gian vừa rồi thì Ủy ban nhân dân phường cũng đã rất là tích cực dưới sự hỗ trợ hướng dẫn của công an thành phố. Đấy, thì cũng đã xây dựng lập kế hoạch thế và tổ chức tổng kiểm tra toàn bộ các hộ kinh doanh kết hợp nhà ở trên địa bàn. Đấy, thì trên địa bàn phường hiện nay là có 450 hộ là kinh doanh kết hợp nhà ở và công tác kiểm tra thì chúng tôi đang thực hiện từ cuối năm 2022 và đến nay vẫn đang tiếp tục làm. Đấy, và chúng tôi sẽ tiến hành tổng kiểm tra đảm bảo 100% tất cả các cơ sở. Khi đi kiểm tra thì anh em trong tổ, trong đoàn là đều có các biện pháp. Thứ nhất là nhắc nhở, yêu cầu gia đình là phải khắc phục lại. Đấy, có thể là tháo dỡ. Đấy, hoặc là theo cái nguyện vọng của gia đình là cần đảm bảo an ninh trật tự thì các cái lồng sắt đấy là phải được cắt và phải được sửa. Đấy, phải có một cái cổng gọi là cái cửa thoát hiểm. Đấy, mà có khóa thì khóa sẽ được gia đình đặt ở vị trí nào đó thật là thuận tiện, khi cần thì có thể dễ dàng mở được ngay. Chúng tôi sẽ hướng dẫn để yêu cầu tất cả các hộ sẽ phải thực hiện tốt cái công tác này. Tức là trên địa bàn phường Lê Lợi thì người dân cũng đã thay đổi cái nhận thức về cái chuồng cọp này rồi. Nhiều người đã tháo dỡ và số khác thì đã mở thêm những cái cửa để thoát hiểm, đúng không ạ? Vậy còn ông Thước thì sao ạ? Tất cả những cái hộ mà xây dựng mới thì đã được Ủy ban nhân dân thị trấn, ban công an tuyên truyền quán triệt hệ thống mà cái chuồng cọp cũ ấy, thì Ủy ban nhân dân thị trấn đã chỉ đạo ban công an, chỉ đạo các thôn trên địa bàn đi rà soát hết tất cả những cái nhà mà có xây chuồng cọp. Thì chúng tôi kết hợp ở thôn ấy, với cả ban công an đã đi tuyên truyền vận động, lập biên bản với từng hộ gia đình và yêu cầu gia đình một là tháo dỡ, hai là mở cửa để làm cái lối thoát hiểm. Và kết quả thì như thế nào? Kết quả thì đến bây giờ các hộ gia đình đã ký cam kết và cơ bản là chấp hành. Chứ không có một cái biểu hiện là chống đối. Như vậy là hộ gia đình mà có những cái chuồng cọp như vậy, họ đã thay đổi cái suy nghĩ, cái nhận thức và có những hành động cụ thể để đảm bảo an toàn cho gia đình mình. Thưa ông Hùng, là hiện nay thì công tác này đang được triển khai như thế nào rồi ạ? Thực hiện cái chỉ đạo của Bộ Công an thì đối với cái việc mà mở lối thoát nạn thứ hai ở những cái nhà ở hộ gia đình cũng như là nhà ở để kết hợp với sản xuất kinh doanh thì được lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy trên toàn quốc đã triển khai từ đợt tháng 4 của năm 2021 và thực hiện theo cái kế hoạch 151 của Bộ Công an. Đến tháng 6 năm 2022 thì tiếp tục thực hiện cái kế hoạch 273 của Bộ Công an, cũng là rất là quyết liệt trong cái việc mà chỉ đạo lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy và công an các đơn vị địa phương là triệt để hướng dẫn 100% đối với hộ gia đình để ở kết hợp với kinh doanh để mở cái lối thoát nạn thứ hai, mà và tiếp tục thực hiện cái chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường cái công tác phòng cháy cháy trong tình hình mới và những chỉ đạo của Bộ Công an rồi Ủy ban tỉnh. Thời gian qua thì lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy nói riêng và lực lượng công an toàn tỉnh nói chung là cũng đồng loạt triển khai công tác tuyên truyền vận động hướng dẫn đi từng nhà, từng hộ gia đình
để tuyên truyền vận động hướng dẫn mở những cái lối thoát nạn thứ hai hoặc là gọi là cái lối ra khẩn cấp, có thể là bố trí thêm dây tự cứu rồi thang dây hoặc là ống tụt đối với những cái tòa nhà cao tầng. Qua cái thống kê giả soát đối với những đối tượng là yêu cầu bắt buộc là phải mở cái lối thoát nạn thứ hai của cái diện mà nhà ở kết hợp với sản xuất kinh doanh thì hiện nay là có 1.549 cái cơ sở là phải thuộc diện là mở lối thoát nạn thứ hai, và qua cái công tác tuyên truyền hướng dẫn vận động thì hiện nay thì đạt khoảng 95-97%, là một kết quả rất cao. Bây giờ chỉ còn có khoảng 40-50 hộ mà còn đang khó khăn trong cái việc mà triển khai mở cái lối thoát nạn thứ hai. Vâng, những cái khó khăn đó là gì ạ? Có thể là do đặc thù của nhà hoặc là ở trong những cái khu vực mà an ninh trật tự phức tạp. Một mặt nữa là do cái kết cấu xây dựng của nhà. Ví dụ như có những nhà thì tận dụng cái không gian ban công, có thể là xây kín toàn bộ cái không gian ban công bằng tường. Vâng. Thì mở lối thoát nạn thứ hai của từng tầng thì cũng quả thật là cũng rất là khó. Vâng. Rõ ràng là cũng có những cái khó khăn nhất định, và đây thì không chỉ là khó khăn trong việc thi công mà còn tốn kém về mặt tiền bạc đối với các gia đình khi mà thực hiện cái điều này nữa. Tuy nhiên thì tính mạng của con người là quan trọng hơn cả. Trong thời gian tới thì chúng ta sẽ có những biện pháp như thế nào để giải quyết những cái khó khăn này? Tiếp tục quán triệt thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an cũng như Ủy ban tỉnh, và đặc biệt là cái công điện gần nhất của Thủ tướng là công điện số 825 ngày 15 tháng 9 năm 2023 về triển khai thực hiện cái kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về tăng cường công tác phòng cháy cháy trong cái thời điểm hiện tại. Thì một mặt là thực hiện cái chỉ đạo của Ủy ban tỉnh thì phòng cảnh sát phòng cháy cháy chúng tôi là đã tham mưu cho giám đốc để trình Ủy ban tỉnh ban hành cái kế hoạch triển khai thực hiện công điện 825 của Thủ tướng, và trong đó thì cái đối tượng xác định là tập trung tổng kiểm tra, tổng rà soát đối tượng thứ nhất là chung cư, nhà ở nhiều hộ gia đình. Ở đây là nhà ở nhiều hộ gia đình là chúng ta đang hiểu là nôm na nó là nhà ở như dạng chung cư mini ở Khương Đình đấy, và ở địa bàn trên toàn tỉnh thì loại hình này là xác định là cũng không phải là ít, và cái đối tượng hướng đến là cái nhà ở kết hợp với kinh doanh. Thì trong cái nhà ở kết hợp với kinh doanh thì sẽ phân loại những cái nhà ở kết hợp kinh doanh mà kinh doanh nhiều chất hàng hóa dễ cháy nổ, có nguy cơ cháy nổ cao, và những cái nhà trọ mà cho thuê trọ mật độ đông người. Và tiếp tục là hướng dẫn công an các đơn vị địa phương, công an cấp huyện, công an cấp xã, và đến trực tiếp từng hộ gia đình rà soát cụ thể, đánh giá được những cái khó khăn vướng mắc của những hộ gia đình mà trong cái việc mà triển khai mở cái lối thoát nạn thứ hai. Khi mà triển khai như thế thì chúng tôi cũng xác định là cái việc đảm bảo cái an toàn cho người và cho tính mạng, sức khỏe của người và cái tài sản của cái hộ gia đình đúng không? Thì chúng ta phải thực hiện bằng những cái biện pháp và những cái giải pháp kỹ thuật về an toàn cháy. Và mục tiêu của chúng tôi hướng đến 100% cái diện mà nhà ở, đối tượng nhà ở kết hợp với kinh doanh thì yêu cầu là bắt buộc phải mở lối thoát nạn thứ hai. Hy vọng là với những biện pháp hết sức là quyết liệt như vậy thì trong thời gian tới chúng ta sẽ giảm thiểu được số vụ cháy cũng như là những cái thiệt hại do cháy nổ gây ra. Thưa quý vị, việc mở những cái lối thoát nạn thứ hai là điều hết sức cần thiết. Tuy nhiên như vậy thôi là chưa đủ, bởi vì ý thức của người dân cũng như là nhận thức của người dân về công tác phòng cháy chữa cháy là điều hết sức quan trọng. Thực tế thì hiện nay vẫn còn một bộ phận không nhỏ người dân còn lơ là, chủ quan. Phường Lê Lợi là địa bàn phát triển sầm uất nhất tại thành phố Hưng Yên. Toàn phường có trên 1.000 hộ gia đình, chiếm gần 50% là các hộ gia đình có nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Trong đó có nhiều mặt hàng tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy nổ. Công tác phòng cháy chữa cháy của phường trong những năm gần đây rất được quan tâm. Lực lượng chức năng thường xuyên tuyên truyền kiến thức về phòng cháy chữa cháy đến người dân. Tuy nhiên, ý thức chấp hành của một bộ phận người dân vẫn còn lơ là, chủ quan. Qua kiểm tra thực tế thì chúng tôi phát hiện một số các cơ sở kinh doanh, hộ gia đình, nhà ở kết hợp với kinh doanh thì vẫn chưa thực hiện nghiêm cái công tác phòng cháy cháy, như là chưa tự trang bị cho mình cái bình chữa cháy, rồi là các cái búa, các cái dìu, cái xà beng theo cái quy định. Một hình thức nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh khác đang phát triển mạnh trong những năm gần đây, đặc biệt tại các địa phương có nhiều xí nghiệp, nhà máy, thu hút nhiều công nhân, chính là kinh doanh nhà trọ. Việc một hộ gia đình xây dựng những khu nhà trọ từ 3 đến 4 tầng với hàng chục phòng trọ, có sức chứa hàng chục, thậm chí đến cả trăm người, giờ không còn là chuyện hiếm. Tuy nhiên, để các nhà trọ trang bị đầy đủ các thiết bị về phòng cháy chữa cháy thì vẫn là chuyện hiếm.
những căn phòng trọ diện tích dao động từ khoảng 15 tới 25 mét vuông với nhiều đồ đạc và cả bếp ga, bếp điện để đun nấu đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ. Phòng trọ của tôi là thiếu thứ nhất là bình chữa cháy. Cái thứ hai, theo cái nhắc nhở của anh em và cái quy định của trên cấp trên phòng cháy chữa cháy là tôi còn chưa đầy đủ. Như là thang thoát hiểm thì là nó chưa thấy được. Thiết bị phòng cháy chữa cháy tại các xóm trọ còn thiếu và kiến thức về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho người dân tại đây thì lại càng mơ hồ. Là tôi không biết tên cái tên của cái bình đâu. Các đồng chí công an, các đồng chí đã bảo mua bình như thế nào, chúng tôi thực hiện mua như thế. Cái bình này thì các đồng chí công an cũng có dạy bảo rồi, có thì tách ra như là nói lồm như thế nào, ông ném lựu đạn như thế nào thì rút ra ném lựu đạn thì theo bóp. Được hướng dẫn như nào? Thì hướng dẫn chỉ là nói lý thuyết, còn thực hành thì giờ chưa. Và ngay tại các khu chung cư, nơi được xem là văn minh, hiện đại, thì công tác phòng cháy chữa cháy cũng chưa thực sự được quan tâm. Tại khu nhà ở Phúc Hưng 2, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào. Dù hệ thống phòng cháy chữa cháy chưa hoàn thiện, nhưng hàng trăm căn hộ đã được bàn giao và cư dân cũng đã dọn về ở hơn 4 năm nay. Hệ thống phòng cháy chữa cháy gần như chưa có gì, không có bể chứa nước, không có họng nước chờ, không có hệ thống cảnh báo. Các hộp đựng bình chữa cháy thì vẫn trống trơn. Đặc biệt, lực lượng chức năng đã nhiều lần kiểm tra, xử phạt nhưng không thể liên hệ với chủ đầu tư. Rõ ràng bên cạnh những cá nhân, tập thể, những địa phương làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy, thì vẫn còn một bộ phận không nhỏ người dân lơ là, chủ quan, chưa thực sự coi trọng công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Vâng, thưa ông Cường, là trên địa bàn phường thì còn những biện pháp nào để nâng cao nhận thức và thay đổi nhận thức của người dân về công tác phòng cháy chữa cháy ạ? Để thay đổi nhận thức của người dân về công tác phòng cháy chữa cháy thì phường cũng đã thành lập các cái đội dân phòng, mỗi một tổ dân phố và một số các cơ quan đơn vị thì đều thành lập những cái đội dân phòng để mà kịp thời tham gia xử lý các cái tình huống. Thế mà để công tác tuyên truyền nó hiệu quả thì nó có nhiều cách lắm, qua các phương tiện thông tin đại chúng, thế rồi là qua các cái tổ chức. Nhưng mà chúng tôi cũng cho rằng là một số những cái tuyên truyền là nó phải có những cái sự trực tiếp đấy, và chính người dân người ta được tham gia vào công tác tuyên truyền đấy. Đấy, một mặt người ta là người được tuyên truyền, nhưng một mặt thì người ta lại là những người đi tuyên truyền. Các hộ gia đình kinh doanh kết hợp nhà ở là những hộ gia đình nguy cơ cao thì chúng tôi cũng có một cái phương án là sẽ bằng mọi cách để tập huấn được đến 100% các hộ. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã giao nhiệm vụ cho các đồng chí trong tổ là các đồng chí phải có những cái biên bản làm việc cụ thể đối với từng hộ và chỉ ra cho họ, hướng dẫn họ xem những cái gì còn thiếu để họ phải chuẩn bị. Sau cái đợt kiểm tra này thì chúng tôi cũng sẽ lại phải giả lại cái công tác kiểm tra, thì không phải kiểm tra một lần là xong. Đấy, mà chúng tôi xác định là chúng tôi phải có những cái rà soát kiểm tra lại để nhắc nhở các hộ gia đình và xem các hộ gia đình mà có những cái khó khăn, những cái vướng mắc gì mà cần chính quyền hỗ trợ, công an phường hỗ trợ thì chúng tôi sẽ trong cái phạm vi thẩm quyền chúng tôi sẽ hướng dẫn, chúng tôi sẽ hỗ trợ tối đa. Công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn thì ban dân thị trấn cũng như cấp ủy và ban lãnh đạo thôn chúng tôi rất quan tâm. Ban công an thị trấn và ban lãnh đạo thôn chúng tôi là trực tiếp đến từng gia đình để tuyên truyền vận động các hộ, mà đặc biệt là những cái hộ kinh doanh và nhà ở nằm trên trục đường thị trấn để làm sao công tác phòng chống cháy nổ nó đảm bảo cái an toàn nhất, nhất là cho bản thân, cho gia đình, nhà và các hộ liền kề. Thưa ông Hùng, là hiện nay thì tỉnh Hưng Yên đang tập trung triển khai những cái biện pháp nào để nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy cho người dân? Thì phòng cảnh sát phòng cháy cháy thì cũng đã tham mưu để hướng dẫn, chỉ đạo những cái đơn vị nghiệp vụ có liên quan tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao cái nhận thức cũng như là kiến thức. Chúng tôi cũng sẽ tiến hành tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ năng, kiến thức về phòng cháy cháy cho 100% các đối tượng, với cái phương châm là từ giờ đến hết năm 2023 thì mỗi hộ gia đình phải có ít nhất một người biết được hướng dẫn kỹ năng, kiến thức về phòng cháy cháy. Đến 30 tháng 9 này là phải đảm bảo là 50% số hộ gia đình có ít nhất một người phải nắm được kiến thức, kỹ năng về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.
và đến hết năm thì phải 100%, và song song đấy thì cũng là một trong những cái chỉ tiêu là chúng ta phải trang bị những cái phương tiện thiết bị chữa cháy ban đầu. Cái đơn giản nhất là cái bình chữa cháy hoặc là những cái búa rìu để phục vụ cái công tác cứu nạn cứu hộ, và có điều kiện hơn thì trang bị thang dây. Và cũng là một trong những cái tiêu chí là từ giờ đến 30 tháng 9 là mỗi hộ gia đình phải đảm bảo 50% số hộ đấy là trang bị một bình, và đến cái thời điểm hết năm 2023 là tất cả 100% số hộ gia đình là phải trang bị tối thiểu một bình chữa cháy. Thì ngoài ra thì thực hiện các chỉ đạo của cấp trên ngay từ đầu năm 2023 thì lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy cũng đã tham mưu để triển khai hướng dẫn từ công an cấp huyện rồi ban cấp xã để tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương triển khai thành lập xây dựng những cái mô hình tổ liên gia. Đây là một trong những cái chiến lược lâu dài của chỉ đạo của Bộ Công an để giải quyết cái vụ cháy từ lúc mới phát triển, mới phát sinh. Và ngoài ra thì đối với những cái địa bàn có nhiều ngõ sâu, có chiều dài là trên 50 mét mà lực lượng, phương tiện chữa cháy mà không thể vào để tiếp cận, thì chúng tôi cũng đã hướng dẫn triển khai những cái điểm chữa cháy công cộng trên địa bàn toàn tỉnh. Hiện nay là được 524 điểm chữa cháy công cộng đã trang bị đảm bảo cái phương tiện thiết bị theo cái tiêu chí. Thưa quý vị và các bạn, tại các khu dân cư, đặc biệt là các hộ dân kết hợp nhà ở với sản xuất kinh doanh được xây dựng liền kề, nên khi cháy xảy ra thì rất dễ lan sang các nhà bên cạnh. Mặt khác thì do tâm lý hoảng loạn khi mà có cháy dẫn đến công tác tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các gia đình gặp rất nhiều khó khăn. Do đó mà mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy được ra đời nhằm mục đích kịp thời xử lý khi mà có cháy nổ xảy ra, xử lý ngay tại chỗ trước khi mà chờ lực lượng chức năng tới thực hiện các cái biện pháp để cứu nạn cứu hộ. Thưa ông Hùng, là hiện nay thì trên địa bàn tỉnh việc xây dựng những cái tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và những cái điểm chữa cháy công cộng thì đang được thực hiện như thế nào ạ? Qua rà soát thống kê là hiện nay đã thành lập được 748 tổ liên gia trên địa bàn tỉnh và 524 cái điểm chữa cháy công cộng. Ngoài cái hiệu quả về phòng cháy chữa cháy, đảm bảo an toàn phòng cháy và xử lý kịp thời những cái tình huống cháy nổ ngay từ ban đầu, thì còn liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự và chia sẻ hỗ trợ của các hộ trong cái tổ liên gia trong đời sống sinh hoạt thường ngày. Có rất nhiều những cái lợi ích khi mà chúng ta thành lập tổ liên gia về phòng cháy chữa cháy, đúng không ạ? Thưa ông, là hiện nay thì việc xây dựng những cái tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy cũng như là những cái điểm chữa cháy công cộng thì có gặp phải vướng mắc khó khăn gì không ạ? Với cái số lượng khu dân cư với tổ dân phố rồi những cái nhà liền kề như vậy thì cái số mà 748 thì cũng chưa phản ánh hết được những cái khu phố, khu dân cư mà cần phải thành lập những cái tổ liên gia. Thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tham mưu ủy ban để chỉ đạo các cấp các ngành, và đặc biệt là đối tượng ở đây là ủy ban cấp xã, là sẽ tiếp tục triển khai nhân rộng mô hình tổ liên gia và cái điểm chữa cháy công cộng nữa. Còn cái khó khăn thì có những cái khó khăn liên quan đến cái việc mà lắp đặt hệ thống chuông đèn nút ấn, rồi hoặc là vận động các hộ gia đình mua trang bị những cái phương tiện chữa cháy, rồi mở lối thoát nạn thứ hai, rồi liên quan đến hướng dẫn kỹ năng cài ứng dụng báo cháy 114. Thì có những cái hộ gia đình mà xen kẽ trong đấy là chỉ để ở, thì cái việc mà vận động cho cái hộ gia đình đấy thì ban đầu triển khai thì cũng có cái khó khăn, tại vì quy định cái đối tượng như thế nào thì mới phải làm. Ví dụ như tôi là hộ gia đình chúng tôi chỉ để ở thì là cũng là chỉ là khuyến khích chứ không phải thuộc cái đối tượng mà yêu cầu bắt buộc. Vậy còn với địa phương thì sao ạ? Không biết là tại phường Lê Lợi thì công tác tổ chức thành lập những cái tổ liên gia phòng cháy chữa cháy rồi những điểm chữa cháy công cộng thì có gặp khó khăn gì không ạ? Cái khó khăn ở đây là mình đầu tư như thế nào để có một cái hệ thống cơ sở vật chất. Đấy, bao gồm là phải có một hệ thống chuông báo động để gắn là tất cả các hộ gia đình để liên kết với nhau. Thế và mỗi một hộ gia đình thì phải trang bị cho mình những cái phương tiện phòng cháy chữa cháy. Thế thì cái nguồn kinh phí này thì lấy ở đâu? Ngân sách nhà nước thì không thể đảm bảo được rồi. Xã hội hóa thì cũng khó khăn. Bây giờ nó tùy thuộc vào các địa phương. Nếu có xã hội hóa được thì trang bị được cho người dân. Còn không xã hội hóa được thì người dân phải tự trang bị cho mình. Đấy cũng là một cái khó khăn. Có những hộ gia đình thì người ta hào hứng người ta mua ngay, hoặc có những hộ gia đình thì còn cứ lừng khừng. Làm thế nào để chúng ta trang bị được những cái bình phòng cháy chữa cháy và những cái vật dụng khác nữa, đặc biệt là với những hộ gia đình mà thuộc hộ nghèo hay là hộ cận nghèo thì điều này là rất khó khăn. Thưa ông Thước, theo ông thì còn những cái khó khăn nào khác nữa trong việc thành lập những cái tổ liên gia về phòng cháy chữa cháy ạ? Cái chính vẫn là cái nhận thức của từng người.
từng hộ gia đình liên quan đến công tác phòng chống cháy nổ. Vì cái nhận thức nó không đúng, nó không nhận thức đầy đủ. Do vậy mà cái việc mà vận động để mà tham gia tổ liên gia thì nó liên quan đến cái nhận thức thôi. Dạ chứ vâng. Còn riêng ở chỗ địa bàn thị trấn chúng tôi ấy, thì mà cái nguồn kinh phí cũng không chúng tôi đã không đặt vấn đề nặng về cái nguồn kinh phí. Xin được cảm ơn chia sẻ của ông Thước. Thưa ông Hùng, là việc xây dựng những cái tổ liên gia về phòng cháy chữa cháy rồi điểm chữa cháy công cộng là phát huy phương châm 4 tại chỗ trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, nhưng mà để hạn chế được các cái vụ hỏa hoạn thì vẫn chưa đủ. Vậy thì còn cần những cái giải pháp như thế nào để ngăn chặn từ sớm từ xa các cái vụ hỏa hoạn ạ? Về phía công an tỉnh thì chúng tôi cũng đã tham mưu giám đốc để báo cáo Ủy ban tỉnh ban hành cái quy định về đảm bảo an toàn về phòng cháy cháy đối với nhà ở, hộ gia đình và nhà để ở kết hợp với kinh doanh, chính là cái quyết định số 03 ngày 14 tháng 1 năm 2022. Thì trong đấy thì cũng đã cơ bản cụ thể hóa những cái yêu cầu, những cái điều kiện đảm bảo an toàn phòng cháy cháy, và để đảm bảo an toàn phòng cháy cháy đối với những cái đối tượng nhà ở và nhà ở hộ gia đình kết hợp với sản xuất kinh doanh. Qua tổng kết nghiên cứu tổng hợp thì cần phải thực hiện một số những cái biện pháp. Thứ nhất là đối với các thành viên trong hộ gia đình, cái đầu tiên là phải chủ động tự tìm hiểu những cái quy định, những cái kiến thức, những cái văn bản quy phạm pháp luật có liên quan về phòng cháy cháy, tham gia những cái lớp tập huấn để bổ sung những cái kiến thức, những kỹ năng về chữa cháy, về cứu nạn cứu hộ và đặc biệt là cái công tác phòng ngừa. Và đối với những cái người chủ hộ gia đình thì ngoài cái việc mà chúng ta phải thực hiện công tác phòng ngừa thì phải thực hiện thường xuyên kiểm tra những cái điều kiện an toàn phòng cháy cháy, từ cái kiểm tra cái hiện trạng của nhà của mình nào, phương tiện thiết bị, hệ thống điện, rồi các lối thoát nạn, rồi sắp xếp bảo quản hàng hóa trong cái quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải kiểm tra xem cái gì mà còn sơ hở, còn tồn tại, còn thiếu sót thì phải khắc phục. Và một cái điều rất quan trọng là phải xây dựng những cái phương án chữa cháy, phương án thoát nạn và được phổ biến rộng rãi cho các thành viên trong hộ gia đình cũng như là những cái đối tượng mà hoạt động sản xuất kinh doanh trong hộ gia đình. Ngoài ra đối với những cái yêu cầu về các biện pháp giải pháp kỹ thuật thì chúng ta phải xét đến là cái đầu tiên là những cái điều kiện an toàn trong cái việc mà bố trí công năng mặt bằng để phục vụ giữa ở và kết hợp với sản xuất kinh doanh. Yêu cầu bắt buộc đầu tiên là không được kinh doanh những cái hàng hóa mặt hàng dễ cháy là chất lỏng, chất khí ở trong nhà và phải tách riêng. Cái thứ hai là cái bố trí cái dây chuyền công nghệ sản xuất phải đảm bảo đường đi lối lại phục vụ cái thoát nạn, đặc biệt là những cái vị trí cầu thang rồi hành lang. Đối với những cái nhà mà cải tạo chuyển đổi những công năng thì phải thực hiện những cái yêu cầu về thoát nạn theo cái công năng đấy, bố trí những cái lối thoát nạn là cái khu để ở và khu để sản xuất kinh doanh ở tầng 1 là phải tách biệt và có những cái biện pháp ngăn cháy bằng kết cấu, và trong nhà là chúng ta phải trang bị bổ sung thêm lối thoát nạn thứ hai, rồi trang bị những cái thiết bị tự cứu như thang dây, dây tự cứu, và không sắp xếp những cái hàng hóa chất dễ cháy gần bóng đèn, gần thiết bị điện. Đối với những cái hệ thống thiết bị điện, đầu tiên là chúng ta phải tách riêng cái hệ thống điện phục vụ sản xuất kinh doanh và hệ thống điện để phục vụ ở của hộ gia đình. Đối với thiết bị điện thì phải có hệ thống cầu giao tổng, thiết bị đóng ngắt tổng, thiết bị bảo vệ tổng và trên từng nhánh. Và đối với những cái thiết bị mà tiêu thụ công suất lớn là phải tách riêng một cái thiết bị bảo vệ là cầu giao hoặc là automat. Không nên cắm nhiều cái thiết bị tiêu thụ điện trên một ổ cắm. Và những cái đường dây dẫn điện rồi thiết bị bảo vệ là chúng ta phải được thường xuyên kiểm tra. Khuyến cáo nữa là chúng ta phải trang bị những cái phương tiện, thiết bị đảm bảo theo quy chuẩn, tiêu chuẩn. Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Trong công điện 825 ngày 15 tháng 9 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ kêu gọi từng người dân, từng gia đình nâng cao nhận thức về phòng cháy chữa cháy, đặt sự an toàn về tính mạng, sức khỏe của mình là trên hết, trước hết. Xác định phòng cháy chữa cháy là sự bảo vệ sự an toàn của chính mình, của người thân và của toàn xã hội. Trong các nội dung tuyên truyền, mỗi người dân, mỗi hộ gia đình hãy thay đổi nhận thức, nâng cao ý thức trách nhiệm đối với vấn đề an toàn cháy nổ, sẵn có phương án chủ động phòng ngừa để bảo vệ tính mạng, tài sản của chính bản thân, gia đình và cộng đồng. Chương trình tọa đàm với chủ đề ẩn họa cháy nổ từ nhà ở kết hợp với sản xuất kinh doanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên và Công an tỉnh Hưng Yên tới đây xin được tạm dừng. Cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.